Vạn An Tự vốn là trọng địa của hoàng thất dưới chân thiên tử, bây giờ lại bị đám nghịch tặc tà giáo tới đó giải cứu cho Lục đại phái. Hoàng thượng Long Nhan phẫn nộ, đúng là người đã hạ thánh chỉ để mà trị tội cả nhà Dữ Như Dương. Cũng may bổn vương ngăn cản hoàng thượng, bây giờ hoàng thượng mới chịu tạm thời gác lại thánh chỉ. Nhưng mà không biết chừng nào người lại nghĩ đến chuyện hỏi tội đó. Bình Nam Dương, lần này ông tới là muốn lập công hay hỏi tội thay hoàng thượng? Dữ Dương Dương, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, cũng như Quyền Minh Nhị Lão vậy. Bây giờ chúng đã từ phủ Nhữ Dương Dương đầu quân qua phủ Bình Nam Dương góp sức cho bổn dương, chắc ông hiểu chứ? Ông đang nhắc tới hai con chó theo đuôi đó à? Từ lâu phủ Nhữ Dương Dương chúng tôi đã không có dư cơm nuôi chúng, nhưng mà cũng may ông yêu quý chúng và còn thu nhận chúng về. Cuối cùng bây giờ tôi đã biết có cái gì trong phủ Bình Nam Dương. Quận chúa Thiệu Mẫn có biết tại sao Bột La A Lỗ này bỏ qua chuyện cũ 3 lần 4 lượt bên vực cho phủ Nhữ Dương Dương không? Thật ra lý do rất đơn giản, bởi vì tôi si mê quận chúa. Bấy lâu nay tôi muốn lập cô làm Dương Phi, nếu hai chúng ta kết làm phu thê đó, vậy thì chuyện của phủ Nhữ Dương Dương dĩ nhiên là tôi phải ra sức chống đỡ rồi. Quận chúa Thiệu Mẫn, không biết mai mốt hoàng thượng có hạ chỉ trị tội phủ Nhữ Dương Dương hay không á, là phải tùy cô có đón nhận tôi hay không. Dương gia, xin cáo từ. Tên tiểu nhân bị ổi Bột La A Lỗ này, hắn không ngừng dùng lời xuyên tạc trước mặt hoàng thượng. Chẳng qua hắn chỉ muốn mẫn mẫn đồng ý lấy hắn thôi. Mình giao có cơ nghiệp 100 năm, giao phái đầy dẫy cao thủ, cho dù con thông minh tài trí cỡ nào cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi. Trong nhất thời bị đan xen tình cảm đâm ra sơ suất là điều khó tránh khỏi. Ta không thể vì bảo vệ phủ Nhữ Dương Dương này làm cản trở hạnh phúc cả đời con. Ta phải chống chọi với tên Bột La A Lỗ này tới cùng. Ta tin rằng hoàng thượng cũng không bất phân thị phi như vậy. Cha vô ích thôi, cũng như câu nhục gia chi tội ai không hổ thẹn. Hoàng thượng biết cha nắm trọn binh quyền, lại tiêu diệt phản tặc khắp nơi, lập nhiều công lớn, từ lâu đã có ý đố kỵ rồi. Cộng thêm Bột La A Lỗ dùng kế ly gián, nên thừa cơ giáng tội trị tội cả nhà Nhữ Dương Dương ta. Cho dù chết, sách hải một đặc nhĩ này cũng không để ai uy hiếp. Cha không cần bận tâm về chuyện của Mẫn Mẫn. Cùng lắm người nào làm người đó gánh chịu, con tự có cách giải quyết. Chị cô nương, tôi có thể ngồi xuống không? Tôi đâu có nói không muốn uống rượu với huynh đâu. Sao Trương công tử lại an nhàn rảnh rỗi tới đây uống rượu vậy? Huynh đã rời khỏi đại đô rồi, đừng nói cho tôi biết huynh mới ngang qua đây. Chuyện ở Vạn An Tự, triều đình giáng tội xuống, chắc là cô bị quở trách nhiều lắm. Trương giáo chủ, huynh là tội phạm hàng đầu mà vẫn còn quan tâm an nguy của người khác. Long đàm hổ quyệt tôi cũng có thể vượt qua, có gì mà tôi không đối phó được? Tôi nghĩ Trương đại giáo chủ không cần phải bận tâm gì tôi. Cô thật sự không muốn tôi lo cho cô, hay cô đã quyết định đầu hàng kẻ mà cô không yêu? Nhưng với cá tính của cô, không lý nào cô dễ dàng cúi đầu. Tính tôi thế nào cũng không liên quan đến Trương đại giáo chủ. Đúng ra người của Lục đại phái đã bị cô bắt giữ gần hết rồi. Nếu không tại sự xuất hiện của tôi nghĩ cô đã nắm chắc phần thắng. Sao hả? Huynh hối hận à? Huynh tới làm gì còn quan tâm đến tôi, có phải không? Không ngờ cho đến bây giờ huynh vẫn coi tôi là bạn. Ngoài trừ lập trường của chúng ta đối đầu với nhau, chúng ta vốn là bạn bè mà. Nếu huynh còn xem tôi là bạn, huynh có dám cùng tôi đua ngựa hay không? Chỉ cần Triệu cô nương thấy thích, Trương mẫu nhất định nhận lời. Thank you.
Từ nhỏ đến lớn, người Mông Cổ chúng tôi đều lớn lên trên lưng ngựa. Chưa biết chạy đã biết cưỡi ngựa rồi. Xem thảo nguyên như là nhà, đời này qua đời nọ sống một cuộc sống du mục không bị gò bó. Người Mông Cổ đã lấy thảo nguyên làm nhà, tại sao còn xâm lược Trung Nguyên chúng tôi? Xin lỗi, tôi không phải cố ý khơi lại đề tài này. Đó là cái gút giữa hai chúng ta. Nếu huynh không nhắc, vấn đề đó vẫn còn tồn tại. Cũng giống như trời sẽ đổ mưa, hai chúng ta mỗi người một phương. Có những chuyện hai chúng ta không thể nào ngăn cản được. Nhưng thật ra cô có quyền chọn những gì mình thích để làm. Thí dụ như cuộc sống không bị gò bó, cô có nghĩ sẽ cùng với người mình yêu ngao du tứ hải, không màng chuyện phân tranh trong giang hồ và triều đình hay không? Tôi cũng nghĩ tới làm những gì mà mình thích làm. Nhưng làm người không thể chỉ biết lo cho mình. Tôi còn phụ nữ dư dương của tôi, lo nghĩ cho cha tôi và anh tôi. Trừ khi có một ngày trách nhiệm của tôi đã xong, không còn vướng bận gia đình, không còn lo nghĩ sâu xa. Tôi hiểu mà. Bây giờ huynh không hiểu đâu. Nếu một ngày nào đó tôi có thể lấy người mà mình yêu, tôi nhất định không bắt chước như người khác ngồi kiệu qua trăm người nặng nề, đánh trống cua chiên cử hành hôn lễ. Tôi chẳng thà cùng người mình yêu phi ngựa trên thảo nguyên, chạy theo mặt trời đỏ rực. Đến lúc đó huynh có tới chúc mừng tôi uống một chén rượu sữa ngựa không? Dĩ nhiên là tôi tới, chúng tôi là bạn mà. Huynh không sợ đến lúc đó người Hán và người Mông Cổ lại khai chiến nữa sao? Có thể đến lúc đó bên cạnh huynh chỉ có cái hộp tôi tặng cho huynh thôi. Cô còn nhớ là tôi đã hứa với cô đem cái hộp này đi làm lại hay không? Huynh đã đem cái hộp hàng lại thật sao? Tuy thủ công của người thợ này tinh xảo và cũng đã cố gắng sửa lại cái hộp này, nhưng gạt được người ngoài không gạt được người trong cuộc. Có vết nứt cuối cùng vẫn là vết nứt. Phải, từ nay cái hộp này không còn hoàn thiện vô khuyết nữa. Những thứ đã có vết nứt mãi mãi cũng không thể hàn gắn được. Tôi nghĩ huynh không còn muốn giữ những gì của tôi, thôi thì giao lại cho tôi. Từ nay hai chúng ta có gặp nhau hay không là tùy duyên.